chuyện sinh tử và bí mật cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Minh Vương. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương được đánh giá là một nam nghệ sĩ thành công sớm nhất, gìn giữ được phong độ cùng danh tiếng lâu bền nhất trong giới cải lương. Tuy nhiên, bên cạnh ánh hào quang rực rỡ ấy, ông cũng đối mặt với nhiều tiếng đồn xấu không đúng về mình. Lần nào cũng vậy, ông luôn chọn giải pháp im lặng, không cần thanh minh. Không chỉ thế, cuộc đời của ông cũng trải qua nhiều lần chạm đến ranh giới sinh tử, tưởng là không qua khỏi. 18 tuổi, đã sắm xe hơi. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương tên thật là Nguyễn Văn Vân, ông sinh năm 1950 tại Long An. Lúc ông 10 tuổi, cha mẹ ông rời gia đình, lên Sài Gòn sinh sống. Ông được đi học tại thành phố này. Vào những lúc rỗi rảnh, ông thường rủ bạn bè câu cá, bắt dế dọc kênh Thị Nghè. Trong những lần như thế, ông đã nghe tiếng đờn, lời ca phát ra từ nhà thầy dạy đờn Bảy Trạch. Ông bị mê hoặc và xin theo thầy học nghề ca. Thầy thử giọng và cho ông được học miễn phí, chứ không đóng tiền như các trò khác. Lúc này trong lớp học của ông có người bạn tên là Liêm, mà về sau khán giả biết đến qua cái tên Thanh Tuấn, vang danh trong bầu trời cải lương. Trong lớp học này, thầy Bảy Trạch giao cho dân cầm Văn Giỏi nhiệm vụ rèn nhịp cho Nguyễn Văn Vân cùng các học trò khác. Hằng ngày dân cầm Văn Giỏi đờn, còn các học trò ca. Còn thầy Bảy Trạch nghe và thẩm định, ai hát trật nhịp hoặc chưa biết ngân nga luyến lấy phù hợp thì thầy sẽ điều chỉnh. Đến năm học trò Nguyễn Văn Vân tròn 14 tuổi, Sài Gòn tổ chức cuộc thi Khôi Nguyên Vọng Cổ. Cuộc thi này nhằm tuyển chọn những giọng ca vàng cho cải lương Việt Nam. Thầy Bảy Trạch quyết định chọn lựa Nguyễn Văn Vân đại diện cho lò dạy nhạc của mình đi thi. Cậu học trò Nguyễn Văn Vân đã không phụ lòng sư phụ, đoạt giải nhất Khôi Nguyên Vọng Cổ. Ông nhớ lại lúc đó, tôi đi thi cốt chỉ được hát cho thỏa sức chứ không nghĩ mình giỏi đến mức đoạt giải. Ngay sau đó, ông bầu Long Đoàn Kim Trung ký hợp đồng với tôi trị giá 10.000 đồng, một số tiền rất lớn vào thời điểm ấy. Tôi đã quyết định tặng thầy 5.000 đồng để tri ân công lao dạy dỗ. Còn 5.000 đồng còn lại tôi gửi cho má tôi cất giữ. Từ đó tôi bắt đầu lấy nghệ danh Minh Vương và chính thức bước vào lĩnh vực cải lương. Do có giọng hát hay và ngoại hình đúng chất kép nên Minh Vương nhanh chóng tỏa sáng. 18 tuổi, ông đã hát kép chính cho Đoàn Kim Trung để giữ chân chàng nghệ sĩ trẻ tài năng và đầy sáng tạo. Ông Bảo Long đã mua tặng cho Minh Vương chiếc xe hơi đời mới nhất thập niên 1970. Nhưng thay vì sử dụng một mình, ông luôn đi cùng với bạn bè chung đoàn. Tài năng đi liền với đức độ và sự khiêm tốn trong Minh Vương còn được thấy ở nhiều góc độ khác. Nhiều lúc đoàn đi diễn xa, kép chính luôn được đặt cách một chỗ ngủ riêng rất tiện nghi. Thế nhưng Minh Vương tự nguyện may một chiếc mùng khổng lồ đủ sức chứa cho 20 người. Ông và anh em hậu đài ngủ chung như anh em một nhà. Mỗi khi đoàn bán vé ít, Minh Vương tự động giảm tiền lương của mình. Nói về cách đối nhân xử thế, ông cho biết tôi may mắn được tổ đãi nên thành danh sớm. Tôi sẽ thấy mình đã hưởng lộc nhiều hơn anh em bè bạn khác, vì vậy mình cần phải sẻ chia. Nói cách khác, một vở tuồng thành công không chỉ có công sức mỗi mình kép và đào chính mà còn nhiều nhân tố khác nữa. Tôi muốn sự ngọc bùi đó được chia sớ cho mọi người. Về sau, nghệ sĩ Minh Vương và người vợ đầu tiên ra lập cánh hát riêng mang tên Việt Nam. Đến năm 1975, đoàn cải lương này giải tán. Nghệ sĩ Minh Vương tạm ngưng hát một thời gian khi bắt đầu được mời hát cho đoàn 284 và Sài Gòn 2. Thời điểm này, tài năng của ông phát triển qua giai đoạn mới. Hàng loạt vai diễn của ông làm say mê khán giả mê cải lương như vai Minh trong vở Tô Ánh Nguyệt, vai Minh Luân trong vở Đời Cô Lụ, trong đó vai Nguyễn Trãi trong vở Trạng Ngọc Côn Sơn được đánh giá là ấn tượng nhất vì Minh Vương sáng tạo ra cách hát mới và hóa thân vào vai lão quá xuất sắc từ giọng hát, lời thoại đến diễn xuất. Bỏ lại tất cả ra đi tay trắng, tài năng tỏa sáng đồng nghĩa với sự hâm mộ của khán giả. Trong số hàng triệu khán giả yêu thích ông có rất nhiều fan nữ đem lòng yêu thương ông, họ say mê ông đến mức mỗi ngày ông nhận được hàng chục bức thư tỏ tình. Tính sơ sơ, số lượng người muốn được làm người tình của ông lên đến nửa triệu người. Điều này khiến cho người vợ đầu tiên của ông mất kiểm soát, bà ghen tuông đến mức làm cho ông sợ hãi. Đến một thời điểm không thể chịu đựng nổi, ông và bà đã giải quyết hôn nhân tại tòa án. Lúc này đứng trước tòa, nghệ sĩ Minh Vương đã khóc nức nở. Ông nói thẳng, nếu tòa không cho ly dị thì một trong hai chúng tôi sẽ có người chết. Ông và vợ chia tay khi hai con đầu mới chừng 15-16 tuổi. Đó là một quyết định đau lòng, nhưng ông buộc phải thế. Người con trai duy nhất của ông Nguyễn Minh Quốc Nam chia sẻ, lúc đó tôi buồn ba lắm, nhưng nghĩ lại thấy đây là một thực tế phải đối diện. Má tôi đã không còn đủ bình tĩnh nên không khí gia đình rất ngột ngạt và căng thẳng. Sống trong bầu không khí đó lâu dài, chắc chắn không ai trong gia đình tôi có thể chịu đựng nổi. Lý do chính của sự chia tay mà mãi đến giờ nghệ sĩ Minh Vương mới thổ lộ còn một lý do khác.
Tôi quyết tâm tránh tiếng đồn đời nghệ sĩ hay thay chồng đổi vợ, nên đã cắn răng chịu đựng ghen tuông thì cũng có thể xoa dịu và cải thiện tình hình. Thế nhưng bà ấy đã nặng lời với cha mẹ tôi, đây là điều mà tôi không thể tha thứ được, ông cho biết. Vì hai con còn nhỏ nên ông đã bỏ lại tất cả nhà cửa và tài sản tạo lập được, ra đi bằng hai bàn tay trắng. Đó là một buổi chiều buồn, ông chỉ mặc trên người một bộ đồ, kêu xích lô chở sang nhà người em tá túc. Ông đã hành động đúng nghĩa một người đàn ông, nhưng nhiều người không hiểu chuyện buộc tội ông cho sự đổ vỡ này. Họ cho rằng ông có mới nới cũ vì tiền mà chạy theo hình bóng khác. Với bản tính ít nói, ông im lặng trước mọi lời đồn đại, bởi vì ông muốn quên đi nỗi đau và cũng thấy mình không đủ sức giải thích với từng người một. Dư luận vẫn còn chưa buông tha ông trong câu chuyện liên quan đến một người phụ nữ khác. Một lần công ty dược Hậu Giang mời ông về trình diễn. Người nữ giám đốc trong thời điểm ấy vốn là một fan hâm mộ của Minh Vương. Bà biết ông đang cần tiền mua một căn nhà để ở, vì vậy quyết định cho ông vay 300 triệu đồng. Tất cả đều được ghi rõ trong giấy cam kết với nội dung là Minh Vương sẽ hoàn trả số tiền này vào khoảng thời gian sau. Người giám đốc công ty dược Hậu Giang bị dính vào vụ án tham nhũng. Báo chí viết về vụ việc và đặt nghi vấn Minh Vương sở hữu tài sản liên quan đến tội tham nhũng. Thế là công cuộc phán xét ông dưới một góc độ khác. Ngay trong tâm điểm sóng gió dư luận, Minh Vương vẫn im lặng không giải thích. Vì sự việc này mà tôi lần thứ hai phải ra tòa. Trong phiên xét xử, tôi đã trình bày rõ ràng rằng số tiền ấy là tôi mượn để mua nhà, chứ không phải tiền cho. Kết quả là tòa đã xử cho tôi giữ lại căn nhà, còn tôi đã trả hết số tiền đó cho cơ quan thẩm quyền. Ông nhớ lại, chết đi sống lại, sau nhiều sóng gió và thăng trầm, nghệ sĩ ưu tú Minh Vương tìm được bến bình yên với người vợ thứ hai. Chia sẻ về người vợ hiện tại, nghệ sĩ Minh Vương cho biết, bà xã hiện tại cũng hiền, hiểu tôi rất nhiều. Bà đã biết thời gian qua tôi thế nào nên lo lắng thông cảm với hoàn cảnh di diện của mình. Người đàn bà như vậy là tôi rất trân trọng. Đâu phải dễ gì nghệ sĩ tìm được người tâm đầu ý hợp. Gia đình nào cũng có trục trặc, lớn nhỏ, nhiều hay ít. Nhưng mình luôn phải thông cảm cho nhau, bỏ qua cho nhau, chăm sóc cho nhau, từ từ rồi gắn bó. Được biết bà Đỗ Thị Hồng kết hôn với nghệ sĩ Minh Vương vào năm 1990. Một thời gian dài sau khi ông ly dị người vợ đầu, bà luôn vun vén chăm sóc gia đình để chồng yên tâm với sự nghiệp ca hát. Họ đã song hành bên nhau suốt 28 năm trong một cuộc sống giản dị. Họ có với nhau một cô con gái xinh xắn, tưởng rằng tuổi xế chiều đã được đền bù thì một lần hát tại rạp Hưng Đạo, nghệ sĩ Minh Vương thấy kiệt sức và ói liên tục. Từ đó sức khỏe ông sa sút, thấy rõ tiếng hát cũng trở nên yếu ớt. Qua kiểm tra, ông bị kết luận suy thận. Ông đã chữa trị qua rất nhiều bệnh viện nhưng tình trạng càng nguy kịch. Người con trai Nguyễn Minh Quốc Nam vốn là một doanh nhân thành đạt, nên có mối quan hệ xã hội rộng lớn. Anh được giới thiệu đến khoa thận nhân tạo bệnh viện Chợ Rẫy. Từ đây nghệ sĩ Minh Vương đã được điều trị hợp lý. Sau cùng, ông đã nhận được một quả thận từ người thanh niên 36 tuổi, ca phẫu thuật thành công và ông đã hồi sinh. Trước khi thay thận, tôi đứng không vững, hoàn toàn không có hơi thở để hát. Nhưng kể từ khi được ghép quả thận mới vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, tôi thực sự hồi sinh, tôi đi đứng vững vàng, nhanh nhẹn. Giọng hát tôi còn khỏe hơn thời trẻ. Tôi cảm ơn Thượng Đế, Đức Phật và Tổ nghiệp đã mang quả thận của người thanh niên ấy đến cho tôi. Bây giờ tôi thấy cuộc sống này thật đẹp và vô cùng ý nghĩa. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương cho biết thêm. Hiện tại mỗi ngày của ông là sáng tập thể dục, rồi hẹn hò với bạn bè nghệ sĩ uống cà phê tâm sự chuyện đời. Có khi sự tụ hội cho vui tuổi già này được hoãn lại vì ông được mời đi lưu diện ở tỉnh già ngày. Tất cả số tiền ông kiếm được vào lúc này, một phần để trang trải thuốc men, chi phí gia đình còn lại bao nhiêu, ông giao lưu bè bèn hoặc làm từ thiện. Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương khẳng định rằng lời đồn ông là một nghệ sĩ giàu có hoàn toàn sai. Gia đình ông chỉ là ở mức khá chứ không giàu có như mọi người thường nghĩ. Người con trai doanh nhân của ông làm giàu từ hai bàn tay và khói óc của anh ấy. Và Nguyễn Minh Quốc Nam có một gia đình gồm một vợ và ba con phải chăm sóc. Điều ông hài lòng nhất hiện giờ vẫn còn được khán giả yêu mến. Ông càng ngạc nhiên hơn khi về sau lượng fan hâm mộ thuộc thế hệ 8X, 9X yêu thích ông ngày càng tăng. Theo ông, các bạn trẻ yêu thích Minh Vương có lẽ là vài năm trở lại đây. Ông trình diễn với phong cách trẻ trung vui tươi, đó là một trạng thái hoàn toàn khác biệt so với Minh Vương của nhiều năm trước.